Xin chào cả nhà, bây giờ là 5 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2020, ngày Chủ nhật. Chiều nay mình sẽ cho con đại bàng mình nó sẽ phi chụp con mồi, con cá ké sống nha các bác, tại vì không có chim. Giờ mình đi bắt cá ké sống về cho nó phi chụp các bác xem nha. Bây giờ đây con đại bàng mình đây nha. Giờ mình sẽ quay qua cái con cá ké cho các bác xem nha. Mình phải giấu. Mình giấu cá ké đây nha, cá ké đang con cá đang sống nha các bác, cá ké đang sống rồi không nè, nó thấy rồi đó, nó thấy rồi nè. Bây giờ bắt đầu nè, đen đó, nó thấy chưa, là phi dài, bay dài, bay dài, bay dài, ó hay quá. Bà thấy chưa, thấy em nó phi chưa, để cho quay phim chút xíu rồi ghê hả. Đó, quá thấy không? Em nó là chụp lên rồi thấy không? Đó, chụp cá ké chừng đó, thấy chưa? Tại vì báo với cả nhà này, con này thì các bác khỏi lo rồi, con này là mình nuôi từ nhỏ lớn, thấy không? Đó, mình bao với các bác là chơi thoải mái luôn, thấy không? Chim cò gì chơi náo hết á, rắn chuột gì chơi hết, nó xử được hết á, nó bay đi chụp được hết á. Đó, giờ xin mời các bác xem cho cái quá trình em nó ăn. Đúng ra là mình quay thôi chứ thật sự là để cho nó mình đút cho nó ăn là để cho nó ngoan hơn. Nhưng mà để cho nó ăn vậy thì nó ngoan giả. Đó. Mình cắt mình đút cho nó ăn thì nó khoái hơn chứ vậy nhiều khi nó xé không được cái đầu nó ăn nguyên con. Ăn đi con. Rồi xin chào lại các bác sau nha, xin chào và hẹn gặp lại.